149 Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng? Thưa Đại Đức, khi thọ khổ phát sanh, bậc A-la-hán chỉ thọ có một khổ thọ ấy. Còn phàm phu thì thọ luôn cả hai thọ khổ. Có phải vậy chăng? Xin Đại Dương nói rõ hơn một tí nữa. Thưa có nghĩa rằng, bậc A-la-hán chỉ thọ có một khổ thọ ở nơi thân, còn phàm thu thì thọ khổ cả thân lẫn tâm. Đúng thế. Vậy khi thân A-la-hán đau, tâm vị ấy không đau sao? Tột dần. Có nghĩa là thân và tâm vị A-la-hán không liên hệ gì với nhau cả. Không phải thế. Nó tương quan liên hệ với nhau. Đức vua Milan Đà mỉm cười. <laughs> đại đức thông cảm nghe là kiến giải ấy mâu thuẫn nhau ư? Thân và tâm liên quan, nhưng khi thân thọ khổ mà tâm không thọ khổ, lý lẽ ấy chẳng thuyết phục chút nào. Đại đức Na Tiên cũng mỉm cười. Vì Đại Dương chưa chứng nghiệm điều ấy nên Đại Dương hoài nghi. Vì Đại Dương chưa làm chủ được tâm mình nên không thấy rõ tâm của các vị A La Hán. Các bậc ấy làm chủ được tâm, nên khổ thọ của thân không chi phối tâm của các ngài được. Đơn giản chỉ có vậy. Điều ấy nghe thì có vẻ đúng, nhưng suy nghiệm kỹ cũng không hợp lý. Tại sao? Đáng ra, khi các ngài làm chủ tâm, thì các ngài làm chủ được cả thân mình chứ. Thân không làm chủ được Tâu Đại Dương. Tại sao? Khi thân đau, đại dương có thể bảo thân đừng đau được không? Không thể. Khi cái thân bị già, yếu, tâm có thể bảo rằng thân, mày đừng già yếu, được chăng? Thưa thật không thể. Không những chỉ có già, đau, chết, dần dần, mà còn nóng, lạnh, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, buồn ngủ, dần dần hằng đi theo thân chi phối thân khắp ba cõi sáu đường mà tâm chẳng làm gì được chẳng sai bảo nhắc nhủ gì được nghĩa là tâm không thể làm chủ thân được đức vua milan đà gật đầu Ừ, cẩm tạm thời chấp nhận như vậy nhưng tại sao trong giới luật của tăng già thường hay nhắc nhở thu thúc thân thân không làm chủ được nhưng thu thúc được Thu thúc nghĩa là rút lại, bó buộc lại. Đừng cho thân manh động mà tạo nên những thân ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, dần dần. Mong Đại Dương hiểu cho, làm chủ và thu thúc là hoàn toàn khác biệt nhau. Dần quả là không làm chủ được, chỉ ngăn cấm được chút ít. Thì Đại Đức có thể nêu ví dụ cụ thể được chăng? được chứ? Tâm nương nhờ thân để ăn, nói, nằm, ngồi, đi đứng. Như con người nương nhờ quả đức mà làm nhà cửa, đường xá, làm ruộng, làm rẫy, xây dựng quốc gia nhỏ, quốc gia lớn, dần dần. Tuy nhiên, tâm chỉ có thể sai khiến thân, bó buộc thân, thu thúc thân trong chừng mực có thể vì thân do kết hợp của tứ đại, còn chịu sự ràng buộc của tứ đại, ảnh hưởng tụ tan của tứ đại, sự quân bình của tứ đại, dần dần nên nó chịu sự chi phối bởi các định luật tự nhiên của nhiên giới. Cũng thế, con người nương nhờ nơi quả đất mà sinh sống, nhưng con người chỉ có khả năng rất chừng mực là có thể cải tạo đất đai khơi dòng sông dẫn nước làm đê làm hồ đường xá lấp eo biển vân vân chứ không thể làm chủ hoàn toàn quả đất bắt quả đất phục vụ cho tất cả ý muốn của con người vì sao vậy vì quả đất cũng là tứ đại nó phải bị chi phối bởi các định luật tự nhiên của trời đất tô đại dương thật là hay lắm vậy đấy là thường nhân là Phạm phu còn các bậc a la hán cũng không làm chủ được thân ư phải có chứ ví như khi thân đau thân nóng thân lạnh tâm các vị ấy làm chủ cái đau cái nóng cái lạnh nhưng như vậy không có nghĩa là tâm làm chủ thân chữ làm chủ thân không áp dụng ở đây được phải nói là do tâm quý ngài đã được huấn luyện đã được buộc chặt nên sự đau sự nóng sự lạnh dần dần, không ảnh hưởng đến tâm của các ngài được. Còn phàm phu vì tâm chưa được huấn luyện, nên khi thần đào bị chi phối bởi cây đào ấy, tâm đào một cách tức khắc. Dân, dí như một con bò bị chủ buộc bằng dây thần, ngăn không cho giật thật là nước và cỏ. Bò kia thấy nước và cỏ bị chi phối bởi đói và thèm muốn nên bò dùng giấy kêu rống và thế là bò càng bị dây siết chặt càng đau khổ hơn đấy là hình ảnh của chúng sanh trên thế gian này bò là chúng sanh cỏ và nước là ngũ trần chúng sanh cũng do tìm kiếm ngũ trần thỏa mãn ngũ trần mà thọ các khổ cũng kêu rống cũng dùng dãy nhưng càng dùng dãy kêu rống càng thọ khổ nhiều hơn. Chúng sanh tất cả phạm phu khi tâm chưa được huấn luyện đều y như thế. Dẫu dùng giấy kiệt sức cũng không thoát khỏi khổ. Ngựa Asanaya tức là ngựa thuộc dòng giống tốt đã được huấn luyện thuần thục rồi sẽ không dùng giấy kêu rống như chú bỏ trên kia. Nó sẽ ở yên, nằm yên dẫu bị buộc chặt dẫu chủ chưa cho cỏ và nước. Tương tự như thế, tâm các vị A-la-hán đã được huấn luyện thuần thục rồi, nên các sự thọ khổ ở nơi thân, dẫu thân bị nóng, lạnh, đói, khát, dần dần, tâm các ngài cũng không lay động, vì các ngài đã tự buộc tâm vào một cái thạch trụ kiên cố, vững chắc, ấy là định. Nhờ vậy, thân dù thọ khổ Tâm các ngài không thọ khổ tàu đại dương. Cảm mới hiểu được sơ sơ. Vậy để hôm khác chúng ta tiếp tục. Thưa dân. 150 Giải thêm về tâm không động. Xin đại đức giảng thêm ở chỗ tâm không động. Thân động mà tâm không động quả là phi thường. Thế ngài có ví dụ nào cụ thể dễ hiểu chăng? Có chứ. Ví như có một đại cổ thụ, gốc to lớn đến mười người ôm không xuể. Tàn lá cành nhánh của nó xum xuê, che phủ cả một vùng. Những cơn gió từ hướng đông, tây, nam, bắc thổi đến. Cành nhánh lá lay động, có thể cành nhánh gãy, lá rụng, nhưng gốc đại thụ vẫn an nhiên không nhúc nhích. Điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ cành nhánh lá lay động nhưng không thể lay động gốc. Nếu rễ ken dày, sâu ở trong đất, kiên cố, vững chắc như một thạch trụ, thân dí cho cành nhánh lá mà tâm có định dí như gốc cây kia vậy, tàu đại dương. Gió dù lớn cũng không lay động nhưng giả dụ bão lớn thì sao? Có những trận bão lớn không những lay động gốc mà còn bật tung cả gốc rễ. Ví dụ của đại đức không tương hợp, không áp dụng được ở đây rồi. Vẫn áp dụng được, vẫn tương hợp được. Tâu đại dương, cái tâm bị bật gốc, dí cho những người mà tâm định chưa kiên cố, chưa vững chắc. Cái tâm ấy nếu bị những cơn bão, tức là những đối tượng ngũ trần lôi cuốn quyến rũ cường liệt thì nó cũng không thể chịu đựng nổi bị rung động rung chuyển hoặc bật gốc ngay đấy là cái tâm định từ sơ thiền đến bát thiền rất kiên cố nhưng vẫn có thể bị bão lay động chỉ có định của bậc a la hán mới tự tại an nhiên và bất động đúng nghĩa thân vị ấy có thể bị các cảm thọ đau đớn chi phối, nhưng tầm vị ấy luôn trỗng rang, trạm nhiên, giải thoát. Cảm ơn Đại Đức đã mở mắt lớn cho trẫm. Một trăm năm mươi Người đã phạm bất cộng trụ Xin tu lại Có đắp được đạo quả không? Thưa Đại Đức người đã phạm bất cộng trụ xin tu lại nhưng y không biết gì về tội bất cộng trụ không hay mình phạm tội bất cộng trụ không có ai nhắc nhở chỉ bảo đấy là bất cộng trụ và chính người xin tu lại ấy không nghĩ rằng mình phạm bất công trụ cứ nghĩ mình tốt trong sạch vẫn tinh tấn kiên trì để hy vọng giác ngộ đạo quả cao siêu nhưng người ấy có thể nào chứng đắc đạo quả cao siêu không thưa đại đức tàu đại dương đã phạm và đang phạm bất cộng trụ dẫu vì lý do nào cũng không thể chứng đắc đạo quả cao siêu họ nỗ lực tinh tấn mấy cũng vô ích mà thôi đại đức phải giải thích chứ tàu dân đạo quả cao siêu là pháp xuất thế gian pháp xuất thế gian chỉ phát sanh đến cho những người có giới đức trong sạch phẩm hạnh thành khiết người mà đã phạm đang phạm bất cộng trụ thì giới và phẩm hạnh đã bị quen ố hư hỏng pháp xuất thế gian không thể phát sanh đến cho người ấy đồng ý là thế nhưng thưa đại đức vẫn có những trường hợp khác nhau chứ người đã phạm mà cố ý phạm biết rằng mình đã phạm và đang phạm biết rằng đấy là tội nặng là giới trọng thì tâm sẽ ăn năn rây rứt nóng nảy chính trạng thái rầy rứt ăn năn của tâm làm cho những pháp xuất thế gian cao siêu không phát sanh được. Trường hợp này là đúng. Nhưng có trường hợp khác, đấy là người phạm mà không cố ý phạm, không biết rằng mình đã phạm, không nghi ngờ mình đã phạm, không thấy biết đó là tội nặng, đó là giới trọng, vẫn cứ nghĩ mình trong sạch, thanh tịnh nên tâm họ không rầy rứt ăn năn, không nóng nảy những người như thế ấy thì làm sao mà không đắc đạo quả cao siêu được? Câu hỏi ấy hay lắm. Tuy nhiên, Đại Dương hãy nghe đây. Có người nông phu lựa chọn giống lúa tốt, gieo trên thửa ruộng tốt, thì chắc chắn đám ruộng ấy cho năng suất cao chứ. Thưa dân, cũng cùng giống lúa ấy, mà cho gieo trên đám ruộng xấu thì thế nào? Dĩ nhiên là năng suất sẽ kém hơn Giả dụ Cũng lúa ấy Lại đem gieo trên núi đá Thì sao nhỉ Ai lại làm thế được Gieo trên núi đá Thì làm sao nảy mầm được Đúng thế tàu đại dương Đám ruộng tốt ví cho giới trong sạch Thanh tịnh Là nơi sanh trưởng nảy nở Của các pháp xuất thế gian Những đạo quả cao siêu Những đám ruộng vừa dí cho người có giới chưa được hoàn toàn, nhưng có tâm tu cũng đạt được một vài thành quả lợi ích. Còn núi đá tượng trưng cho đám ruộng không sử dụng được. Do vậy, không thể nảy mầm những pháp cao siêu ở nơi những người có giới hư hỏng, ác nghiệp nặng, phạm giới như bất cộng trụ. Đức vua Milan Đà lắc đầu. Nghe thì rất có lý, nhưng vẫn có cái gì đó chưa được tương hợp thích đáng, chưa được thuyết phục cho lắm. Đại Đức có ví dụ nào xích sao hơn thế chứ? Có thể được. Dí như Đại Dương lấy những vật có ít hoặc nhiều trọng lượng như cục đá, khúc cây, miếng gỗ, dần dần. Đại Dương quăng lên hư không rồi xem thử chuyện gì xảy ra. Chẳng cần xem làm gì, một hạt cát nhỏ cũng có trọng lượng, có sức nặng, vậy những vật kia sẽ rơi xuống đất thôi chúng không thể dính vào hư không được sao không thể vì chẳng phải nhân chẳng phải quả vật có trọng lượng không thể dính vào hư không được vì chẳng phải nhân chẳng phải quả cũng vậy những người phạm bất cộng trụ tội nặng dĩ nhiên là phải rơi xuống các cảnh giới đau khổ thấp hèn chúng làm sao giới tới, bay lên, chứng đạt được các cảnh giới cao siêu. Vì nhân quả không thích hợp, không tương ứng tàu đại dương. Hay lắm! Lại nữa, ví như người ta nhen một đống lửa lớn trên một đám đất khô ráo, lửa sẽ cháy sáng rực rỡ phải không đại dương? Đúng vậy! Trái lại, kẻ kia muốn có đám lửa sáng rực rỡ như thế, bèn nhen một đống lửa lớn, nhưng lại nhen ở trong nước. Thử hỏi đại dương, người kia có đạt được ý nguyện của mình chăng? Thưa không thể, đấy chẳng khác gì việc làm của người ngu, y chẳng thấy đầu nhân đầu quả. Đúng vậy, những kẻ muốn có đạo quả cao siêu, trí tuệ trói sáng rực rỡ, mà thân tâm bị chìm đắm trong nước bùn đen của dục ái, tham ái, ác giới, mới nhen lên đã tắt ngấm ngay. Việc làm ấy quả là si mê, chẳng thấy nhân quả vậy. Nhân đã tắt, đã diệt, thì quả làm sao thành? Thưa, có thể đúng, đối với trường hợp người kia biết mình làm ác, biết mình phạm bất cộng trụ, biết thân tâm mình bị chìm đắm trong nước ái dục, còn đối với trường hợp sau, họ làm ác với tâm tự nhiên, chẳng nghĩ rằng đó là giới trọng bất cộng trụ. Họ hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì cả, không hề nghĩ đấy là hư hỏng, xấu xa, giới phạm. Tâm họ trong sáng hồn nhiên, chẳng ăn năn rây rứt, nóng nảy gì cả. Trường hợp ấy, thì sao họ không thể chiến đạt đạo quả cao siêu, nếu họ cố gắng kiên trì tu tập? Đại Dương một người ăn phải thuốc độc nhưng họ không biết đấy là thuốc độc không nghi ngờ đấy là thuốc độc thì người ấy có bị ngộ độc mà chết không đã là thuốc độc thì biết hay không biết cũng chết thôi một người bị rắn độc cắn nhưng y không biết đấy là rắn độc không nghi đấy là rắn độc thì kết quả thế nào tôi đã dưng tất sẽ chết việc xấu ác phạm trọng giới bất cộng trụ là những tội nặng biết hay không biết nó cũng đã ngấm vào tâm rồi như thuốc độc đã ngấm vào cơ thể vậy biết hay không biết thuốc độc cũng mang hậu quả chết người cũng vậy biết hay không biết nhưng xấu ác trọng giới tội nặng tức phải chịu trả quả đau khổ thôi chỗ tội báo nặng nề ấy không thể là dùng đất thành cao, khô ráo cho các pháp xuất thế gian nảy sinh. Đại dương nên hiểu cho như vậy. Thừa dân Lại nữa, ví như đức chuyển luân thánh dương Kalinga, có con bảo tượng cao quý, nó di chuyển vô ngại giữa hư không. Hôm kia, Đức chuyển luân thánh dương khởi ý chu du thiên hạ trên bảo tượng của mình. Con bảo tượng sau khi bay qua nhiều quốc độ, bay qua núi non, sông suối, rừng rậm, thị trấn, làng mạc, đến một con sông nhỏ chợt khựng lại không thể lướt qua được. Xuống tượng đức chuyển luân thánh dương quan sát xem phương hướng, vị trí, xác định điểm dừng thì thấy một cây đại thụ Bồ đề to lớn, chỗ ngồi thành đạo của Đức Phật chính cây bồ đề này toát ra một năng lực siêu nhiên. Dù bảo tượng có nhiều thần lực, cũng không thể vượt qua, lướt trên đầu cây bồ đề ấy. Thí dụ này như thế nào, thì Đại Dương cũng nên hiểu câu hỏi của Đại Dương theo nghĩa ấy. Biết hay không biết cũng không thể chứng ngộ đạo pháp cao siêu do giới hạn của trọng tội, ác giới, phạm bất cộng trụ những ví dụ thiện xảo của đại đức mở mang rất nhiều cho trí óc của trẫm một trăm năm mươi hai cư sĩ phá giới và sa môn phá giới hậu quả tội lỗi nặng nhẹ ra sao tu hành mà phá giới tức là tội nặng rồi phải không đại đức hẳn vậy một người cư sĩ phá giới và một sa môn phá giới ai tội nặng hơn ai đại đức na tiên mỉm cười đại Dương thử phát biểu ý mình xem sao dần theo trẩm, cả hai cùng phá giới ác sa môn sẽ tội nặng hơn tại sao vì sa môn ăn cơm của thí chủ sàn tọa y áo thuốc men đều là nợ của thập phương sa môn còn giữ gìn phẩm hạnh để làm gương để dạy dỗ thiện tính môn đồ chỉ chừng ấy thôi, cảm đã xác định là Sa Môn phải mang tội nặng. Tối thiểu là gấp đôi so với cư sĩ. Lời của Đại Dương chỉ đúng một nửa và cũng sai một nửa. Một nửa đúng là phá giới phải mang tội. Một nửa sai là do Đại Dương không biết rõ những phước báo của phẩm bạo sa môn. Xin Đại Đức giảng cho nghe. Tàu dân Người cư sĩ phá giới thì mang tội Nhưng mang tội ấy chỉ hại cho mình Nhưng chẳng được lợi ích cho ai Còn sa môn phá giới Tùy có hại mình Nhưng còn giúp ích cho rất nhiều người khác Đại dương có biết thế không? Đức vua đã lắc đầu Phá giới mà còn lợi ích cho người khác Quả thật chậm nghe chưa lọt tai Phải nói là chối tai Nhất tai nữa là khác rồi đại dương sẽ thuận tay ngay khi nghe đến những đức tính của phẩm mạo sa môn dù y đã phá giới xin cho nghe tô đại dương một sa môn phá giới nhưng y còn trong phẩm mạo sa môn y còn đức tin giới tam bảo y có pháp học tiếng nói của y có giá trị trong hàng tăng lữ thì chúng ta không nên xem thường vì sao vì y được bảo trợ nâng đỡ bởi mười đức tính sau đây. Thứ nhất, y biết cung kính Đức Phật. Thứ hai, y biết cung kính Đức Pháp. Thứ ba, y biết cung kính Đức Tăng. Thứ tư, y biết cung kính các bậc phạm hạnh. Thứ năm, y biết dạy Pali và chú giải. Thứ sáu, y có học Pháp, nghe Pháp nhiều. Thứ bảy, dẫu đã phá giới nhưng khi đi đâu Y cũng giữ gìn tư cách Phẩm hạnh Biết thu thúc thân khẩu Không để cho bất cứ ai Cười chê tư cách của mình Thứ tám Y có khả năng hướng dẫn Và lãnh đạo chúng đồ Thứ chín Hoàn cảnh nào Y cũng giữ được phẩm mạo sa môn Tăng tướng Còn là kẻ dịu dắt Hướng dẫn Nâng đỡ các hàng xuất gia hậu học Thứ mười Dẫu phá giới nhưng y làm chỗ khuất lấp không cho ai hay biết tô đại vương chính nhờ mười đức tính ấy mà sa môn phá giới tốt hơn cư sĩ phá giới nhiều sa môn phá giới hội đủ mười đức tính trên y sẽ còn mang đến lợi lạc rất nhiều cho thiện nam tính nữ nói rõ hơn sa môn phá giới cũng làm cho thành tựu quả bố thí cúng dường của đàn na thí chủ tức thảy có 10 trường hợp lợi ích. Một là do phẩm mạo tăng tướng bên ngoài trong sạch, vô tội, nên sẽ phát sanh tâm trong sạch cho thí chủ. Hai là đang trong phẩm mạo sa bôn, đang đi trên lộ trình của pháp lành, dẫn đường cho thí chủ bước theo để họ biết bố thí cúng dường. Ba là vẫn làm cho sự bố thí của thí chủ có kết quả do thực hiện pháp nhỏ pháp lớn của tăng sự thực hành mọi phận sự do sự chỉ định của tăng bốn là vẫn còn các pháp nâng nhờ do quy y tam bảo là lý do làm cho việc bố thí của thí chủ được thành tựu năm là do còn thọ trì những pháp đã thọ không ở lâu một nơi không dính mắt trú xứ sáu là có nghiên cứu học hỏi giáo pháp nên vẫn là đám ruộng tốt cho thí chủ bố thí gieo hạt chống lành. Bảy là đem kết quả bố thí cho thí chủ vì giảng thuyết pháp cao thượng đến cho mọi người. Tám là do còn pháp là nơi nương nhờ, bảo trợ nên sự cúng dường của thí chủ vẫn mang lại phước báo tốt lành. Chính là do đức tin tri kiến thấy rõ Đức Phật là bậc tối thượng, cao thượng, quý báu nhất trong tam giới, không ai sánh bằng. Mười là có công đức quét dọn nơi làm lễ phát lồ, nên sự cúng dường của thí chủ kết quả vẫn tốt đẹp. Tâu Đại Dương, Ngài hãy quay ngược lại tri kiến của mình, thay đổi quan niệm của mình, vì sa môn phá giới vẫn cho kết quả thù thắng cho những ai bố thí cúng dường đừng theo lý lẽ và sự hiểu biết chung chung của người đời. Họ không biết rõ sự thật đâu. Dần, dần. Nước không được tinh sạch, không uống được, nhưng cũng có thể rửa sạch giật dơ, bụi đất, mồ hôi đấy đại dương. Thưa dân. Nước sôi sùng sục cũng có thể tưới tắt đống lửa được đấy đại dương. Thưa dân vật thật dù mất hương vị cũng có thể làm no những kẻ đói lòng từ dân tóm lại người nam nữ cư sĩ nào trú trong ngũ giới bát giới thọ trì giới rất tốt rất kiên trì lại có tâm trong sạch vật bố thí tránh mạng hợp pháp đến cho sa môn phá giới nhưng biết tinh nghiệp tinh quả thì chắc chắn sẽ thành tựu phước quả như ý muốn sa môn phá giới vẫn làm cho Dakina của thí chủ được kết quả Tàu đại dương. Đức vua Milanda vô cùng ngưỡng mộ nên hết lời tán thán. Thật phi thường thay là những lời giải đáp này. Đại đức đã làm cho tỏ lộ những pháp gì sâu kín, xứng đáng để nghe và học hỏi. Cảm quan hỷ mà ai cũng phải quan hỷ. Đại đức khi trao một món thịt, người đầu bếp bình thường chỉ làm được một món. Còn người đầu bếp thiện xảo sẽ kiếm gia vị rau cải để nấu canh, chiên, xào, hấp nướng, vân dân. Chế biến thành hàng chục món ăn cũng từ một món thịt ấy thôi. Cũng thế, Trẩm chỉ trao một câu hỏi mà Đại Đức đã chiên xào nấu thêm gia vị vân dân để cho Trẩm được ăn một bữa thịnh soạn siết bao. Trẩm cảm ơn lắm. Trẫm đã hết nghi rồi. 153. Nước có sanh mạng chăng? Thưa Đại Đức, nước có sanh mạng chăng? Tô Đại Dương, nước vốn không có tâm, không có thức, không có sự sống, làm sao lại có sanh mạng được? Thưa, theo trẫm được hiểu, những người ngoại đạo quan niệm rằng, nước lạnh là nước sống, nước nóng là nước chết. Nên họ chỉ uống nước nóng thôi. Họ chê trách các sa môn thích tử uống nước lọc, nước lạnh là giết hại chúng sanh. Điều ấy phải nên giải thích như thế nào? Đấy là tà kiến, thấy sai, hiểu lầm Tô Đại Dương. Nước không có sanh mạng nên chẳng phải là chúng sanh. Dân, chẳng cũng biết thế, nhưng họ bảo rằng nước có sanh mạng là chúng sanh. Vì khi đun sôi, nước đào quá nên nước sôi lên, nước kêu lên, nước sủi bọt. Chứng tỏ nước có tầm, có thức, biết cảm giác như tất cả giống hữu tình khác. Chẳng phải thế đâu đại dương. Nước bị lửa đốt, nóng thì kêu lên. Đấy là chuyện nhân quả xảy ra rất tự nhiên. Nhưng họ bảo vì nóng nên nước kêu lên. Kêu lên chứng tỏ nước có cảm giác có tâm thức thế gặp những năm hạn hán nước trong hồ trong giếng sông rạch đôi khi khô cạn sao nước ấy lại không kêu nước ở sông giếng ao hồ không có sanh mạng sao vì nước ấy không nóng sôi như nước nấu tàu nóng sôi thì kêu nhiều nóng ít thì kêu ít nếu có tâm thức thì ít ra nước cũng phải kêu lên chứ vì mặt trời thiêu đốt cho đến nỗi nước khô cạn mà. Dần, lẽ ra phải thế. Tuy nhiên, nước kêu bằng nhiều giọng khác nhau cũng không phải là nước có sanh mạng. Vì sao? Nước suối kêu, nước thác đổ kêu, nước biển kêu y ầm năm này sang năm nọ. Đâu phải vì nóng sôi mà kêu, nó lạnh mát là khác. Dần, nước nấu sôi do nóng mà kêu nước suối nước thác kêu là do đổ xuống chỗ thấp da đập vào đá nước biển kêu là do gió thổi tạo thành làn sóng làn sóng này đập vào làn sóng kia sóng đập vào bờ vào chân núi nên có tiếng kêu nói tóm là do tác động của sức nóng của gió do da đập mà kêu chứ đâu phải nước có sanh mạng có tâm có thức tô đại dương dần lại nữa ví như nước nóng bốc hơi lên giữa hư không kết tụ làm mây gió thổi đưa đám mây ấy tàn tác rơi chỗ này chỗ kia gọi là mưa mưa ấy rơi xuống đất một phần ngấm trong đất sao thành nước mạch nước giếng một phần thành hồ thành ao thành sông dần 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 rồi thành biển chỗ nước lặng không kêu không nổi thành sóng là nước trong dại trong chung không có sức nóng đốt và không có gió chỗ nước sôi động kêu là do có sức nóng do da đập do gió đơn giản chỉ có vậy cho nên nước nóng hay lạnh đều không có tâm có thức có sanh mạng dần. người ta canh da trống đánh lên sống kêu đâu có sanh mạng gì đâu đại dương dân con dòi lấy dòi hút nước uống vì dò dòi voi dài rỗng nên nước kêu lên chứ đâu phải là gì có tâm thức thưa dân thuyền chở hàng căng buồm vượt biển lớn sống dỗ vào mạng thuyền mà kêu Tâu đại dương dân có những loài cá to lớn sống dưới biển thường hay đùa giỡn hút nước phun lên giữa hư không. Nước qua miệng và răng chúng nên kêu lên, chứ có sanh mạng nào ở đó tàu đại dương. Vậy lời của ngoại đạo, sự chấp kiến của ngoại đạo hoàn toàn sai lầm. Chậm đã thấy rồi. 154, trùng câu 141